À đây, có bạn này hỏi cũng hay nè. Con chào thầy, thầy cho con hỏi khi nào thì nên tu theo pháp môn Địa Tạng, vì con đang chép kinh Địa Tạng được 12 quyển rồi. Con thấy trong kinh dạy nhiều điều hay nên con vẫn thường chép những lúc rảnh rỗi. Con cũng đọc danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát 108 lần trước khi đi ngủ nữa. Con không biết nên tu theo pháp môn Dược Sư và pháp môn Địa Tạng thì lợi lạc khác nhau ở những mặt nào. Con cảm ơn thầy. Ví dụ như bạn mà muốn giàu có, bạn muốn sung túc, bạn muốn có đầy đủ tất cả mọi thứ trên đời này đó, thì bạn tu theo pháp môn Dược Sư. Còn nếu như mà bạn có bị nhiều nghiệp lực, mà bạn nghĩa là có nhiều oan gia trái chủ ở dưới địa ngục họ tìm bạn, hoặc là bạn đã từng ở dưới địa ngục, thì dĩ nhiên là bạn tu theo pháp môn Địa Tạng thì nó sẽ rất là tốt. Và nếu mà bạn tu theo pháp môn Địa Tạng đó, thì bạn phải niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, bạn phải niệm một buổi sáng đó, là tối thiểu bạn phải niệm 108 lần, xin lỗi, 1080 lần. Buổi chiều bạn phải niệm 1080 lần, còn lại thời gian là bạn cứ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, phải niệm liên hồi không ngừng nghỉ đó. Như vậy mới gọi là tu theo pháp môn Địa Tạng. Rồi nó có cái chú Địa Tạng nữa, cho nên nếu mà bạn muốn thì bạn đi tra, bạn tìm, bạn đọc, ok. Chứ còn không phải là cứ tu theo Địa Tạng rồi chép kinh. Xin thưa, bạn có chép kinh, bạn có chép bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ vào được trong tạng thức của bạn, hay bạn hiểu ra được một chút đỉnh, nhưng mà nghiệp chướng của bạn không bao giờ nó tiêu hết. Rồi việc xấu nó bạn cứ vẫn tiếp tục làm, sợ thì sợ vậy đó, nhưng vẫn cứ làm. Chứ đâu phải ai chấp kinh Địa Tạng xong là cũng ăn chay hết đâu. Nếu mà chấp kinh Địa Tạng mà ăn chay được thì rất là tốt, nhưng thế họ vẫn cứ sát sanh. Cho nên chép là rất là tốt rồi đó, mà tu nó mới tốt. À, con xin phép gửi đến thầy câu hỏi của khán giả Kiều Nguyễn ở câu số 12. À, thầy cho con hỏi, trước khi biết đến làng ta, con đọc kinh và niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng. À, con phát hiện có nhiều lúc niệm không niệm, nhưng tâm niệm danh hiệu của Ngài và thường nhớ nghĩ đến hình Ngài. Từ khi con chuyển qua Dược Sư, con không tài nào tập trung niệm đi vào tâm được. Xin thầy giải đáp giúp con. À, bạn đã tu theo Đức Địa Tạng đến như vậy rồi, lẽ ra đó là bạn nên tiếp tục giữ. Mà bây giờ bạn vẫn có thể trở lại, bạn tiếp tục bằng niệm danh hiệu Đức Địa Tạng bình thường. Nếu như bạn niệm được như vậy và bạn được có tác dụng, có nghĩa là bạn cầu được, thấy bạn muốn gì tự động nó xảy ra cái đó, thì có nghĩa là bạn tu theo pháp môn Địa Tạng là đúng rồi đó, ok. Còn nếu như mà bạn tu bằng đó thời gian rồi, tất cả mọi thứ đã bao lâu đó rồi mà nó cũng không được gì theo đáp ứng hay là tốt gì cho cái cuộc đời của bạn hơn á, thì lúc đó bạn mới nói tới cái chuyện là bạn thay đổi theo pháp môn Dược Sư thì đúng. Là tại vì nhiều khi bạn chưa có đủ cái nhân duyên, cho nên là nó chưa có tập trung. Giống như tôi ngày xưa khi tôi niệm A Di Đà mà tới nói là niệm mà nó đã tới cái chỗ bất niệm tự niệm rồi đó, thì khi chuyển qua niệm Dược Sư đó, nó rất là khó để đạt được cái chỗ bất niệm tự niệm. Chưa nói tới cái chuyện mà nhất tâm nha, mình nói tới chỗ bất niệm tự niệm đã không làm được rồi. Là tại vì bên kia mình đã được bất niệm tự niệm rồi, tức là nó đã nhập tâm rồi đó. Nhưng mà tại vì nhập tâm như mà pháp môn A Di Đà, mình nhập tâm mà nó không có được nhiều lợi ích, cho nên là mình không muốn, không thích, thấy bên kia nó tốt hơn đó. Thì bạn suy nghĩ lại, nếu mà bạn niệm danh hiệu Đức Địa Tạng mà mọi thứ nó tốt đẹp, cầu được ước thấy, tức là bạn chỉ cần nghĩ cầu được, đây là có nghĩa là mình nghĩ nó tới, chứ mình không cần phải đi xin giỏi ai hết đó. Tức là tâm của bạn nó đã có thành tựu rồi đó. Bởi tâm nó là tự tại, tâm tự tại, thần thông tự tại là chỗ đó. Hãy mình cứ nghĩ là nó tới thôi. Một khi mà nó đã tự tại rồi, bạn nghĩ là nó tới, chứ bạn có cần phải xin. Tu mà còn cầu nguyện là xin cái này xin cái kia, tức là bạn biết là bạn tu chưa được. Chứ hãy bạn tu được, bạn chỉ cần nghĩ còn hiện giờ này thiếu cái nợ này kẹt quá ta. Nếu mà cái này mà mình không thiếu, chắc mình còn có thể được làm được nhiều chuyện hơn. Thí dụ vậy, bạn chỉ cần nghĩ vậy, tự động có tiền tới, bạn trả xong đó, gọi là thần thông tự tại. Okay. Còn mà con phải cầu nguyện Phật ơi, Đức Địa Tạng ơi, giờ con thiếu nợ quá, cho con làm sao để con trả được nợ, tức là bạn chưa tu được. Okay. Hay bạn còn cầu nguyện vậy là tu chưa được. Tức là có tu thì có tu đó, nhưng mà chưa có thành tựu. Yeah. Yeah.